Có nhà hàng nữa, cái bộ đó, cái xe này đi một cái xùm mấy cái cây luôn. Cá thù. Why? 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 Lộ cái mặt kìa. Trời ơi, dữ quá vậy. Ô. Ai cũng cầm cái máy quay hết trơn. Hello. Hello, how are you? Yeah. Where are you from? Yeah, okay. Trái dừa mà làm cái đèn rồi đẹp biết không? Hello. Hello, how are you? Hello. Hello. Dừa vô chiều dừa mặt kỳ quá. Hello, tôi lịch sự quá. Hello, Sawadika. Dùng bán cái cây nè đó. Ủa vậy thôi đó hả? Mình thấy ở trên hình trên mạng rồi nó bán quá trời. Chắc có lẽ nó bán nó quay hình ha. Nó bán buổi sáng, tập trung buổi sáng. Thôi em ơi, nó dụ dỗ mình để mình tới. Nó để chân hai ba xe đồ bán trái cây thì có ai đi đâu mà mua không? Không có cách du lịch lấy gì cái người đó bán đúng không? Mấy cái vỏ, mấy cái túi nè. Trời ơi, cũng xích do đồ dữ quá trời quá đó. Trời ơi, nó hiểu không chứ bộ. Hỏi giá nhiêu đi, 30 ngàn. Trời ơi, túi hiệu không, trời ơi. Mấy cái túi này cũng lạ lạ Dũng. Lâu lâu mua xem cái gì mấy cái túi kia hay sách đi chơi cũng được. Sách túi hiệu riết rồi mình lâu lâu mình đổi gu mình sách mấy cái túi may đồ cũng mắc cười ha. Hello. 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 Dễ thương á, mấy cái túi mây đó nhiều khi lạ lạ mình đi chơi á nè. Mình đổi gu, mình phải lâu lâu mình đổi Nè. Đó, mấy cái nè, mấy cái đó đó, dễ thương á. Thôi để đi ngoài, ra ngoài mua đi, ra Bangkok mua đi Dũng. Bây giờ tới chỗ đông người phải không? Đó giống như cái chỗ mà tụi nó chụp hình ở trên mạng đó đúng không? À, ai mà chưa đi Thái Lan thì cũng nên đi một lần cho biết nha cả nhà. Đâu? Ở bộ này hả? Hát vậy hả? Dễ thương lắm Dũng. Đây nè, bên đây nè Dũng. Đây bây giờ đông người rồi nha. Bây giờ đây là đúng là cái chợ luôn rồi đó. Ai? Đó đông người rồi, đông người rồi. Đông
nướng rồi này chị dạ. Thịt nướng luôn rồi. Rồi nhưng mà ăn kinh đê lên lo. Lo nha. Ăn bên đây là cái ruột của tôi là không bảo đảm nha. Cái bụng tôi không bảo đảm nha. Ai? Ấy chị á nha. Nè bán trái cây nè. Đó. Đúng như trong hình luôn ha. Đó các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, mỗi lần mà chụp hình chợ nổi của Thái Lan là lại đây 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 có nhà hàng nữa tiểu bộ. Cái xe này đi một cái xùm bánh trái cây luôn. Cá tù. Why? Đồ có mặt kìa. Trời dữ quá vậy. Oh. Xong thì đi ra đường cũng gặp nhiều người dữ quá trời quá đất luôn. Ông mua bà quạo vậy. Trời ơi, kỳ quá. Mất tận tượng nha. Chào quay nha mọi người. Chào quay. Chào quay, chào quay, chào quay, chào quay, chào quay, chào quay. Chào gì? Chào chị trẻ giò đó. Đó, ở đây bán nè. Nè, có bạc Thái rồi nữa nè. Ăn bạc Thái không? Kìa. Ăn đó hả? Oh my god. Trời ơi, mấy người này ngộ quá à. Khách du lịch qua mời mua không mua mà có thái độ rồi nãy một không, lần rồi. Cho quay á. Mua thì cho quay, còn không mua thì không cho quay. Không phải đâu cưng, bà giống như bà chỉ cưng cái gì ở trên đó đó. Mà cưng thấy không bà, chứ không phải cho quay đâu. Vô, tại vì xe kẹt thù, mà cái thù lần trước chưa đi sao mình vô được. Bà đi, có khi mình đi đó chị. À. Để cho cái thù khác lên để bà chào bà bán á. Trời ơi thơm kìa nè. Ủa hôm qua mình mua thơm đâu ăn, nổi cái lạnh đó. Đó mọi người cứ xem trên hình sao là lên hình mấy cái cảnh này đẹp ghê luôn.
Rồi, ok. À, cái này.